người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksiy Demichaskivky cho biết, các lực lượng Nga đang cố gắng bao vây Averdika ở phía đông tỉnh Donetsk và nói rằng thành phố này có thể sớm trở thành bác mút thứ hai. Thế nhưng, theo ông Demichaskivky, mọi thứ không dễ dàng với các lực lượng Nga khi thực hiện các cuộc tấn công ở khu vực này, bởi quân đội Nga đã sử dụng lực lượng dự trữ cuối cùng của họ ở khu vực Averdika trong 3 ngày qua. Ông Dmitry Skipki đồng ý với đánh giá mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh về tình hình trên chiến trường ở thành phố Averdika, được công bố hôm 20 tháng 3, cho rằng Nga đang gây áp lực lên các tuyến tiếp tế của Kiev ở Averdika. Theo ông, trận chiến ở Averdika phần lớn sẽ giống với trận chiến ở Bakhmut, nơi đã diễn ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng qua. Trước khi nổ ra xung đột, Averdika có dân số hơn 30.000 người, không giống như Bakhmut, Avodika đã trở thành một tiền tuyến trong xung đột tại miền đông Ukraine từ năm 2014 và phần lớn đã bị tàn phá nặng nề. Các lực lượng Ukraine đã được triển khai ở đó từ rất lâu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Chia sẻ trên Twitter hôm 20 tháng 3, cơ quan tình báo quốc phòng Anh cho rằng các lực lượng Nga đã đạt được những thành tựu đáng kể xung quanh Averdika và cho biết nhà máy khóc Averdika rộng lớn có thể được coi là cứ điểm quan trọng đặc biệt, có thể hỗ trợ phòng thủ khi trận chiến ở đây diễn ra.